Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Social TV. Hôm nay có một số thông tin mới, mình liền làm video cập nhật để mọi người cùng biết nha. Hôm nay thì bé Phạm Thiên Ngân vừa chia sẻ một cái show khá là vui, lễ Kỳ Yên Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2024 và 18 tháng 4 2024. Trong show này có mặt của rất nhiều anh chị em đàn gà con như là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Sắc Long, cô MC Diễm Quỳnh, rồi Trường Huy nữa nha mọi người. Và đặc biệt bên cạnh đó cũng có rất là nhiều anh chị ca nghệ sĩ nổi tiếng khác nữa. Đây là một cái chương trình khá là đặc biệt, được diễn ra tại Đình Thần Giao Hòa, xã Giao Long, Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha mọi người. Rất nhiều fan hâm mộ khi thấy được cái poster này cũng mừng thay cho các em nữa. Tuyệt vời, chúc mừng các bạn thành công trong đêm đại nhạc hội này nhé. Rất nhiều những fan hâm mộ để lại bình luận chúc mừng. Tuyệt vời, hễ cứ có Thiên Ngân, Tuyết Nhung, rồi Sắc Long là cổ vũ hết mình. À, bây giờ mọi người đang rất là thích cặp đôi của Tuyết Nhung với lại Sắc Long nha mọi người. Đây là một sự kết hợp mới mẻ. Còn mới đây nhất trên trang cá nhân của mình thì Tuyết Nhung có chia sẻ em ấy được tham dự sự kiện, đó là một bộ phim ra mắt nữa nha cả nhà. Đó chính là Cái Giá Của Hạnh Phúc. Bộ phim này có mặt của các diễn viên nổi tiếng như là Thái Hòa, rồi người mẫu Xuân Lan nữa. Và Tuyết Nhung vinh dự được mời đến buổi công chiếu ra mắt bộ phim này vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Và buổi lễ ra mắt phim này ở tại địa chỉ là Galaxy Nguyễn Du, số 116 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bộ phim cũng khá là hay nha mọi người. Lần đầu tiên ra mắt thì Tuyết Nhung được vinh dự được ekip của phim mời đến để tham gia cái sự kiện này. Rất nhiều khán giả để lại bình luận hết sức là dễ thương, cũng như chúc cho Tuyết Nhung trong tương lai có thể lấn sân sang cả lĩnh vực phim điện ảnh nữa nha mọi người. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay Tuyết Nhung cũng chia sẻ một cái niềm vui nho nhỏ, đó là trà sữa không đủ bán rồi cả nhà ơi, đợi em tới chiều thì mới có trà sữa nữa. À, vậy là việc buôn bán cũng khá là thuận lợi. Món mới đó chính là trà sữa Thái Đỏ của Tuyết Nhung cũng đã cháy hàng, và do bé bán với số lượng là tự lực làm nên cũng không có nhiều. Mọi người nếu yêu quý bé Tuyết Nhung thì hãy đợi, đặt thì phải đợi mọi người ơi, tại vì số lượng mà Tuyết Nhung tự làm tự nấu ra thì rất là nhỏ so với cái con số đặt hàng. Do đó đây cũng là một cái niềm vui nho nhỏ của Tuyết Nhung, và cô bé cũng đã thông báo cho mọi người biết trên trang cá nhân của mình. Bây giờ xin mời mọi người quay trở lại với thông tin từ ca sĩ Mạnh Quỳnh nhé mọi người. Thì sau khi kết thúc show diễn tại phòng trà không tên thì trong một hai ngày hôm nay thì ca sĩ Mạnh Quỳnh đang nghỉ để dưỡng sức, tiếp tục chuẩn bị cho show ngày 20 tháng 4 sắp tới. Thì hôm nay anh có đôi lời cảm thấy biết ơn, chia sẻ yêu thương vẫn đong đầy trong từng đêm diễn, nguồn động lực lớn lao để Mạnh Quỳnh có thể vững bước trên con đường nghệ thuật trong những tháng còn ngày còn lại của cuộc đời. Xin trân trọng và cảm ơn tất cả. Mến chúc muôn nhà tuần mới an nhiên và hạnh phúc. Cho Quỳnh xin cái hẹn cùng khán thính giả thân thương tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 nhé. Mến Mạnh Quỳnh. Trong đoạn clip mà ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ trên trang Facebook ngày hôm nay thì mọi người dễ dàng nhận thấy đêm nhạc tại phòng trà không tên với số lượng khán giả đến đã chật kín cả khán phòng. Bên cạnh đó thì trước khi ra về, mọi người cũng đã nán lại trước sảnh của phòng trà không tên để chờ đợi được chụp một tấm ảnh lưu niệm cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Số lượng fan hâm mộ phải nói là dày đặc, do đó cũng đã
Phần nào nói lên được sự yêu mến của fan hâm mộ dành cho ca sĩ Mạnh Quỳnh. Hễ có show của anh ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì vé luôn được bán hết và khán giả đến để xem chương trình live show của anh rất là đông. Điều này khẳng định một lần nữa là sức hút của ca sĩ Mạnh Quỳnh vẫn còn rất là nhiều và luôn được fan hâm mộ mến mộ. Tuy là bây giờ có nhiều cái thị phi về câu chuyện mối quan hệ giữa thầy và trò, nhưng mỗi khi ca sĩ Mạnh Quỳnh làm live show ở tại Sài Gòn thì số lượng fan mua vé rất là đông, và đặc biệt qua những clip mà fan hâm mộ đã quay và chia sẻ lại thì chúng ta dễ dàng nhận thấy anh luôn sở hữu một lượng fan rất là đông, và do đó khi anh về biểu diễn xong là mọi người cùng nán lại, cùng chia vui với anh sau đêm diễn, và số lượng hoa và quà tặng cũng khá là nhiều. Anh cũng rất là hạnh phúc với điều này, luôn chia sẻ lên trang cá nhân của mình, đánh bại mọi tin đồn là bây giờ anh đã bị tẩy chay và thậm chí là số lượng vé không còn như xưa. Và trong đêm nhạc vừa qua thì FC của ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã làm một điều đặc biệt dành tặng cho anh, đó chính là tổ chức sớm sinh nhật cho anh trên sân khấu luôn. Rất là nhiều bánh kem cũng như những lời chúc tặng của fan hâm mộ dành cho ca sĩ Mạnh Quỳnh. Đây có lẽ là một cái điều mà anh sẽ không thể nào quên. Mỗi lần tháng tư về đều rất nhiều kỷ niệm, cũng như ngày sinh nhật của cả Mạnh Quỳnh với lại chị hai đều rơi vào trong tháng tư, và do đó có lẽ trong lòng anh cũng không bao giờ quên được những kỷ niệm đẹp trong tháng tư. Và đặc biệt show ở tại phòng trà không tên nhận được rất nhiều lời khen, ngay cả về giọng hát, về ngoại hình trẻ trung của anh. Thì nhiều fan hâm mộ sau khi xem được những clip mà khán thính giả chia sẻ dưới bài đăng của ca sĩ Mạnh Quỳnh để lại bình luận như thế này: hạnh phúc của người làm nghệ thuật khi yêu thương vẫn còn đó thì còn cống hiến. Mãi yêu khán thính giả riêng của mình nhé, anh Mạnh Quỳnh, hãy vì họ mà giữ mãi lửa nghề. Một tình yêu thương đong đầy, dù mệt mỏi thế nào, âm nhạc vẫn luôn cho ta một cảm giác lâng lâng, xua tan bao mệt mỏi muộn phiền. Cảm ơn anh đã có một đêm nhạc rất ấm áp và ngọt ngào. Hẹn gặp nhau những show diễn của những ngày tháng tiếp theo. Mãi yêu thương. Bên cạnh đó thì hiện tại fan hâm mộ vẫn mong muốn là ca sĩ Mạnh Quỳnh nên tạo các show để có thể diễn chung với hai người con gái là Thiên Ngân với lại Tuyết Nhung. Nhưng có lẽ thời gian về Việt Nam lần này quá cấp bách và không có chuẩn bị trước nhiều, nên ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng hẹn lại khán giả trong một thời gian gần nhất, thì anh sẽ cùng với học trò và con gái tiếp tục có những show diễn để phục vụ cho khán thính giả.